Chào tất cả anh em nhé. Chú Mô Say đang có mặt tại vườn cây một cậu em. Ở đây là một trong những tác phẩm cũng như là một cái phôi mà trước đó thì cũng là một cây hoàn thiện rồi, nhưng mà về tay em Tú thì cũng đã được tinh chỉnh lại, cắt lại và cũng đã có một cái dáng nó rất là đầm lùn. Một trong những cây sau này cũng là một cây nong dáng đúng không? Làm cho có nong dáng hay là trực dáng làng? Làm nong dáng. Đấy, cây này thì bản chất của nó là xanh năm điền ngày trước nhé. Đó là năm điền hạt. Đấy, người ta lấy từ một cây năm điền mà làm đó. Lá thì bây giờ thì anh em biết rồi, cái cây nào mà nó khôn lá thì nó gần như là nó như con về là như hồi ngay đợt đầu luôn đúng không? Thì đây là một trong những cây mà trước đó thì anh em biết rồi. Đấy, cũng từ bàn tay nghệ nhân kền đấy gieo ra mấy chục năm rồi, nó 35 năm rồi. Xưa bóng nó dài lên đây, bóng to lắm. Cái này giờ thì khoảng bao tiền Tú? Rẻ lắm rồi, nói ra 25 triệu này anh em này. Số điện thoại Tú bao nhiêu nhỉ? 096 1718 996 nhá. Đây là anh em biết là nếu mà anh em có giao lưu thì Trung Bố Sai sẽ quay một vài tác phẩm bên anh nữa để cho anh em tham khảo thôi. Hôm nay thì trời nó đang nắng, hừng nắng, núc râm, không biết thế nào. Đây cũng là một con bao vai đẹp nhỉ. Cái này cũng là cây nhanh như này. Cái này đóng bên này đúng không? Cái này cắt nhiều lắm rồi. Cắt quá nhiều luôn. Nếu mà nói về giật thì một cái phôi nhỏ nhỏ thôi. Đầm lùn. Đầm lùn. Ấy dù hôi. Tay bên này đóng à? Không. À, không phải đóng à? Không đóng đâu anh. Tưởng đóng chứ. Đâu, nhìn nó vậy đấy. Nhìn như vậy. Cái này nó đang ra nó nhìn như vậy. Ừ. Phôi này có chủ chưa? Này chưa giao lưu đang làm. Phôi này thì Tú nói là đang có làm thì nó thế này, nó chỉ có một gang tay thôi. Vì do này em giật quá nhiều rồi nên là có báo giá cao thì để anh em bảo cao, mà có thấp thì quá thì này không xứng đáng với công sức mình này. Có những cây này chúng tôi sẽ báo giá cho anh em nhé. Còn cây này nó cũng đẹp. Anh em cũng có thể alo. Đấy. Đẹp thật. Bên cạnh anh em là một trong những cái cây mà phải nói là cốt tán tầng biên hóa, phải nói là có những cốt tán tầng mà người ta lật lên lật xuống người ta làm, mà bây giờ nó cũng là cây này thì Trung Môn Sai cũng đã chia sẻ cho anh em một vài lần rồi, biết là quá nhiều công sức đặt ra một trong cái cây này. Ý tưởng thì nó luôn luôn nằm trong đầu của những người ta thiết kế ra, nhưng mà đây là một trong những cây mà nó già, anh em xem cốt già thôi. Hai là cái dáng em Tú em vật rất là hay. Cái này thì sau mình làm dáng gì đây mà sao cao à? Không, cái này thì em bỏ cái xỉ cũ ngày xưa ấy. Em cho nó cao lên để cho cao sau này làm đá. Nói chung anh em nào về tư duy làm đá con này. Lại tiếp tục làm đá đúng không? Vâng, cái này phải làm đá. Cái này thì cái nhiều tiền đúng không? Cái này có lù lắm. Cái này nhiều tiền đúng không nhỉ? Này anh em cứ thiện chí alo cho em. Ừ. Số điện thoại chú ấy thì ướm ướm cho khoảng bao nhiêu thì anh em bây giờ người ta cũng như các anh thôi. Cái này mình có thể báo giá được mà. Thực ra là một trong những cốt mà nó là cốt tán tầng thì nó rất hay, nó cứ nổi những cái cu lù này. Cái này thì nếu mà anh em thiện chí thì em bán 35 triệu nhá. Tú cũng là những người đi thường ngày, em không phải nói đi săn nhưng mà bọn anh em là cứ đi tìm trong các dân thôi. Có những cái phôi nào rẻ thì em mua về em làm. Đấy, nên là săn lùng được những cái phôi nó rất là hợp lý giá để cho anh em thôi. Chứ nó bây giờ mà vào thợ mà để em làm được tầm 2 năm rồi. Đấy. Phá từ một cốt tán tầng ra nha. Đẹp đấy. Đấy, cho anh em ngắm một vài. Nó đang ngược sáng tí nhưng thôi cho anh em ngắm. Đây. Một cốt trực đầm lùn luôn. Con này cũng xanh hạt đúng không? Vâng, xanh hạt. Đấy. Con này khoảng bao tiền đúng không? Con này anh em cứ ăn đồ cho em. Con này là nó cũng vừa tiền rồi. Vừa. Đang nào khai thác hàng to thì em cũng có hàng to đây. Vệ bại. Cái này nhanh chưa? Giật. Khả năng vẫn giật tiếp đúng không? À, những cái cút nó ra đúng ý rồi thì em Tú tiếp tục giật tiếp.
Đây là ngày trước cây này cũng lấy về, giờ đang cho xuống đây ăn uống bệ bãi. Công nhận phải nói là những người người ta là trước đó người ta lấy những cái cốt này là những cái cốt phải nói là nó cũng phải nuôi lâu rồi, nó già. Ngày xưa người ta cắt một miếng to như này, cắt chuyển nhiều. Chuyển cũng rất là nhiều nhịp mà trên một cái, hai là cái bệ này là bệ tự nhiên làm theo bệ móng rồng nên là anh em biết một cây to như này này, anh em cứ so sánh cái bình 20 lít kia để anh em biết là như thế nào rồi. Cột rất là lạc nha. Đây là một trong những cây to mà em Tú cũng rất là thích, trong một chuyến đi này em cũng đã mua được này, nhiều khi là phải có ý tưởng trong đó cơ mới dám chi tiền là được. Đấy, cái này ngày xưa người ta trồng trong cái bồn quây xi măng. Hay quá nhỉ. Mua về hầu như là người ta đã làm cúp giật kỹ lắm rồi. Cái này nó phải cao tầm hơn 2 mét đấy nhá, vì chung một size cũng đã còn 18 mét hơn rồi. 18 thôi, 28 thôi. Thì tôi đang đứng ở dưới thấp. Anh kìa, cút này nhanh thật, nhìn màu ra sướng thật. Phải nói là đi quay cũng nhiều, chúng tôi gặp cũng nhiều cây, nhưng mà đây là một trong những cốt nó lạc này. Có những điểm mím cắt ngày xưa, những cái điểm mà cây này thì một thời gian, một thời gian về em Tú cũng đã cắt hết lại rồi. Cắt hết này, chưa dài, ngúng lên. Rồi đi sang cây khác nhé. Kỳ này nuôi nhiều quá nên để rễ nhiều nên anh em này. Đây là cái cốt ngày xưa nhìn... nếu mà phải nói là khi nào em dọn ra thì anh em lại còn nhìn sướng hơn thì... Chứ bây giờ mà quay để vậy thì biết là lá thì phải nói là lá đỏ rồi. Con này không có một lỗ sẹo này. Không có lỗ sẹo đây này, nuôi cũng là nuôi kỹ. Toàn có là ốc ở trên này không phải nói. Nhưng mà vừa rồi là em nuôi cái ngọn giữa nên là bắt buộc phải để những cái rễ nó nhiều một chút. Tư duy tốt thì đây là một trong những cốt mà anh em có thể dựng này để một cốt dáng làng siêu đầm lùn. Đấy, lọc hết rễ đi. Đấy, những cái cốt ở trong toàn cốt già không. Long đàn phượng vũ của em Tú đây. Ôi được, em mới làm lại cái mảng đá như này. Dày đang làm lại. Cái này đang là chuẩn bị mát mẻ nên em nó chích tiếp tục đang dốc rễ. Đá mềm à. Dòng đá tấm thủy đá mềm như thế này làm dễ. Cái này được một cái là nó rất nghịch cây. Đấy, vật ở thế nào cũng được. Già ý tưởng đang là ý tưởng rất là tốt rồi. Cây này bác nào nhìn ngoài thì nhìn sướng hơn, trong ảnh thì nó tốt thì không nhìn thấy cảm tưởng nhé. Đây là một cốt cũng gọi là quá là lạc luôn. Cốt này mà em Tú em có ý định bán trước đó thì cũng đã giao lưu rồi. Nhưng cái giá nó chưa được ưng ý. Thì bác nào quan tâm tiếp thì muốn sở hữu cái tác phẩm này thì có thể alo trực tiếp cho em Tú. Vì thực chất là trước đó chúng tôi sai quay thì nó mới cút nó bằng cái đũa thôi. Nhưng đến bây giờ anh em xem. Bỏ xuống đây có một tí mà giờ nó cút nó to. Phải nói là nếu mà giật bây giờ là thực ra là đẹp rồi đấy. Cuối năm em cắt. Đấy, cuối năm em Tú em cắt và sẽ tinh chỉnh lại một chút nữa nha em nhé. Thì anh em nếu mà bác nào quan tâm mà muốn sở hữu tác phẩm này sớm thì có thể là alo đưa về tiếp tục chăm sóc. Cốt nó xịn em không đóng ghép gì. Đây là một cốt nguyên bản luôn. Đấy, mua về mà cây này nó cũng là một cây rất là to. Nọc đi lấy cái thân ở trong vì trước đó là dễ việc nó bám hết ở bên ngoài. Quá đẹp. Hốc khác. Hàng hốc. Tuyệt vời.
Đấy, nắng lên, cứ lúc lên lúc xuống này. Đấy, chú Mosai cũng chia sẻ đến đây thôi thì nhiều tác phẩm này. Có những tác phẩm chủ mua rồi đang còn để lại đây. Đấy. Đấy. Ghi nhận sâu sắc của anh em tôi là một trong những cây cây si. Cây si này dáng gì nhỉ? Phật bà. Cây si này dáng tháp chàm là đúng hơn. Đây là một trong những cây si mà phải nói là... bàn tay ở trên cái xì siêu rẻ. Bác nào nhanh tay thì sở hữu được hàng quý nhá. Chung Bonsai cũng chỉ nói vậy thôi, còn quý hay đẹp hay là xấu như thế nào thì anh em tự cho cái bình phẩm, nhưng đây là một trong những cốt tương đối đẹp. Hôm nay thì không cầm quyền quay đi nên là nó hơi rung một chút, vì lâu lắm rồi Chung Bonsai cũng có việc nên là không lên sóng được. Bác nào xem mà quan tâm đến cốt xì này thì alo sớm nhé. Hàng siêu VIP luôn. Trước đó thì cũng có một cục chỗ này nhưng mà túm bóc đi rồi, nhìn nó thanh thoát hơn. Anh em già nhá, bao cây cổ luôn. Cái cây này mà bác nào không chơi thì chơi cái gì. Cái này khoảng bao tiền nhỉ Tú nhỉ? Này nói bao tiền nhỉ? Chưa chứ nhỉ? Rồi alo này có cái giá hợp lý cho anh em nhá. Anh em nào mà cảm thấy mà kỳ này mà rung rình tiền thì có thể alo trực tiếp cho em Tú sở hữu tác phẩm này về mà chơi. Đây, cột ba vai này. Cũng tấn tầng phá ra, làm lại. Đấy. Cột này giờ khoảng bao tiền nhỉ? 18 triệu. 18 triệu này. Năm điền xịn nhá. Anh em quan tâm thì alo sớm đi. Già lắm rồi. Đây, có những cốt mà theo thời gian, theo năm tháng đấy. Lúc lấy về thì nó cũng ở một cái phê chiều hướng khác, nhưng mà về tay em Tú một phát thì lại được tinh chỉnh lại, và cũng như là chăm sóc nó được ở chế độ nó khác hơn, nên là cây nó cũng có sự biến chuyển. Ở Chung Bonsai cũng xin được dừng video đấy nhá. Hẹn là tất cả anh em ở những video sau đi. Nếu anh em nào thực sự quan tâm mà muốn sở hữu những tác phẩm thì cứ alo trực tiếp cho chủ nhà vườn cũng như em Tú. Mười giờ, vẫn 10 giờ tí.